trên thị trường thì bà con mình thấy có những dòng máy như thế này nè, máy trợ thính có dây nó to, âm thanh lớn, dễ nghe và khá là bền, và giá là rẻ nhất trong các dòng máy trợ thính. Dòng máy thứ hai là dòng máy không dây, nó to cỡ ngón tay út ha, mình gắn ở trên bàn tay. Dòng máy này thì được nhiều người sử dụng nhất tại vì nó thời trang nè, âm thanh nó công suất tầm trung đó, nó phù hợp cho những người lớn tuổi tầm khoảng 20 tuổi cho đến khoảng 6-70 tuổi. Rồi dòng máy thứ ba là dòng máy siêu nhỏ, thì đây là một dòng máy rất là thời trang luôn, gọn nhẹ, nhưng mà nó dành cho những người mà bị lãng tay nhẹ thôi, đặc biệt dành rất là tốt cho dân văn phòng nè, sinh viên. Cái này thì bà con mình có thể đến cửa hàng để thử nha, tại dòng máy này công suất nó hơi nhỏ. Cái dòng máy trợ thính này sản xuất tại Nhật luôn, 3.700.000 ha, cái mẫu H206. Thì Hoàng Sơn có những video hướng dẫn bà con mình cách sử dụng rồi. Còn cái dòng máy trợ thính này là được nhiều người xài nhất ha, tại vì nó là tầm trung và giá tiền nó là 2.150.000, rất là dễ xài cho nhiều lứa tuổi từ 20 cho đến 70 tuổi luôn. Nếu mà như ông bà mình lớn tuổi á thì mình bắt buộc phải xài cái dòng máy trợ thính có dây này. Nếu ông bà mình trên 80 tuổi thì cái công suất càng lớn hơn. Cái máy này công suất lớn nhất nhưng mà rẻ nhất trong các dòng máy trợ thính của Nhật, đó là 1.280.000 cô chú ha. Tất cả đều bảo hành 1 năm, nhưng mà dòng máy này cái tuổi thọ nó cực kỳ cao luôn. Âm thanh hay nè, trong suốt nè, nghe rất là lớn và dễ sử dụng cho người lớn tuổi. Nó to, dễ cầm nắm và dễ sử dụng ha, đặc biệt là công suất cực kỳ lớn luôn. Rồi Hoàng Sơn có những cái video chia sẻ cho bà con mình về cách lựa chọn và sử dụng máy trợ thính rồi. Nếu bà con mình thắc mắc thì có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới nha, để có thể sử dụng thử những cái dòng máy trợ thính như thế này. Máy trợ thính HA20DX, dòng máy sản xuất tại Nhật có dây. Dòng máy trợ thính không dây HB23B và dòng máy siêu nhỏ HM06. Tất cả được sản xuất tại Nhật nha. Rồi chúc bà con mình sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.